người thân xác nhận với thanh niên thông tin nghệ sĩ Minh Sang qua đời lúc 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 12 tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi. Phương Trân, cháu ngoại nghệ sĩ Minh Sang cho biết lễ nhập quan của diễn viên Miền Đất Phúc diễn ra lúc 7 giờ ngày 28 tháng 12. Lễ động quan diễn ra ngày 30 tháng 12. Ông ngoại là người tuyệt vời lắm. Ông hiền, đối xử với mọi người rất tốt và luôn yêu thương con cháu. Bạn bè ai cũng quý ngoại hết, cô cho hay. Cùng thơ điểm này fanpage của đoàn cải lương hương tràm cũng đăng tải thông tin nghệ sĩ minh sang qua đời theo tiết lộ của đoàn tâm nguyện lớn nhất của diễn viên miền đất phúc là cho nằm gần sân khấu của đoàn tăng lễ của nam nghệ sĩ sẽ được tổ chức tại hội trường sân khấu đoàn cải lương hương tràm thông tin này khiến nhiều người không khỏi xót xa không ít khán giả tiếc nuối bởi lúc sinh thời nghệ sĩ ưu tú minh sang đã có nhiều cống hiến cho phim ảnh sân khấu cải lương một tài khoản bình luận sống không bỏ nghề đến lúc mất cũng không nỡ rời xa sân khấu thương chú quá. Người xem khác chia sẻ, lại một nghệ sĩ nữa ra đi. Thật buồn. Nghệ sĩ ưu tú Minh Sang tên thật là Đỗ Thượng Sơn, sinh năm 1946 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn ông Diệp trong phim Miền Đất Phúc. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng có niềm đam mê cải lương từ bé và từng đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ như Mỹ Châu, Phương Bình, Lệ Thủy. Sau này ông gắn bó với đoàn cải lương Hương Tràm, Cà Mau, được khán giả nhớ đến bởi vai Thạch Vũ tâm sự loài chim biển, bảy thép, giọt máu oan cừu. Ông được trao tặng nghệ sĩ ưu tú năm 1997.